Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021. Chúng ta tiếp tục học vi diệu pháp online. Và tuần trước á, là mình đã đi qua chương chương 6 là chương về sắc pháp. Nhưng mà mình mới đi cái đoạn là giới thiệu chung chung về cái chương này thôi. Bây giờ tuần này đó mình đã bắt đầu đi vào chánh văn của chương 6. Bây giờ ra xem màn hình để quý vị cùng theo dõi nè. Này, ở đây mình có đó là Analysis of Matter là tựa đề của cái chương này. Tiếng Pali là Rupa Sangaha Vipago. Thì ở đây mình có cái chữ Vipago là chữ phân tích, Analysis. Rupa là Matter. Nên là con sangha tức là cái phần session. Nên rupa sangha vipago mình dịch là cái chương hay là cái phần nói về phân tích sắc pháp. Giờ mình đi qua đoạn kệ đầu tiên. Etavata vipatahi sabba vedapavattika citta cetasika dhamma rupandani papucchati samuddesa vipaga cha samuthana kala pato pavattika mato cha ti pancatha tattha sangaho. Tại đây là mình thấy thấy đây là cái đoạn kệ này nó trở lại đó, là cái phần kệ, tức là cứ mỗi đoạn mỗi câu như vậy là tám âm tiết chia ra hai nhóm, phần đầu hai vế, vế đầu tám âm tiết, vế sau là 16 âm tiết ha. Vì vì thế etta bata vipat tahi là tám âm tiết, sapa về đã pavatika là tám âm tiết nữa. Như vậy là mỗi câu như vậy là 16 âm tiết và bốn câu nhân lên là một thành là một bài kệ. Giờ mình đi vào phần từ vựng ha. Etavata, etavata là tràng từ, thường ấy được dịch sang tiếng Anh là so far, tiếng Việt mình dịch là cho đến đây hay là cho đến nay. Vipata, Vipata đó nó là quá khứ phân từ của động từ là vipati. Vipati là chia chẻ, vipata là đã được chia chẻ, đã được phân biệt. Tiếng Anh dịch chỉ dịch là to be dealt with, đã được đề cập đến. Sabba veda, ở đây thì mình có cái từ là chữ sa là với, còn chữ bát veda là sự phân biệt, sự phân loại. Cho nên là mà dịch là với những phân loại, tiếng Anh dịch là with their classes. Sapa, ở đây cũng vậy, chữ sap tức là sa, còn vậy là pavatika thì sa có nghĩa là với, with, và pavatika là tiến trình, their processes, with their processes, với sự diễn tiến. Chitta cetasika, ở đây có hai từ cộng lại là citta và chữ cetasika. Citta là tâm, consciousness, và cetasika là tâm sở, mental state hoặc là mental formations. Thì ở đây dùng chữ mental state, mental factors, consciousness and mental state, tâm và tâm sở. Dani, tiếng Anh dịch là now, nay hay là bây giờ. Pavuchati, được nói đến. To be described, được mô tả. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này nha. Etavata, so far. Vipata, to be dealt with. Sapaveda, with their classes. Sapavatika, with their processes.
Chittacetasika, consciousness and mental states. Dani, now. Pabuchati, to be described. Giờ mình coi kiểu bản dịch ha. Having thus far described the consciousness and mental states in accordance with their classes and processes, matter will now be dealt with. With respect to enumeration, divisions, arisings, groups, and the mode of happening, the compendium of matter therein is fivefold. Bây giờ mình sẽ đi đổi kiểu từ Pali ha. Qua tiếng Anh. Etavata là so far, ở đây dịch là thus far, là đến đây, cho đến đây. Vipata là Vipata, ở đây dịch là described, là được mô tả. Rồi là the consciousness and mental states là citta cetasika. Tamma, chú biết chúng được tamma luôn ha. Rồi đến theo là in accordance with their classes. In accordance with their classes là gì? Đó là sappaveda. Và and processes là sappavattika. Matter will now be dealt with. Matter là rupandani. Rupang cộng với dani ha. Rupang là matter. Dani là now. Và pavuchati là be dealt with. Cho nên nguyên cả cái câu này, nguyên cả hai câu trên này thì được dịch thành một câu ở dưới này thôi. Having thus far described the consciousness and mental states in accordance with their classes and processes, matter will now be dealt with. Bây giờ mình qua cụm thứ hai. With respect to enumeration. Ở đây thì mình có cái từ là samudesa. Samudesa tức là enumeration, là liệt kê ha. Vipaga là division, là sự phân loại. Arising là sự khởi lên, tức là samuthana. Rồi groups. Groups là kalapato. Kalapa là thành từng nhóm. And the mode of happening. The mode of happening là pavattikkhamato. The compendium of matter therein is fivefold. Compendium of matter là compendium of matter là tức là chữ gì? Chữ matter ở đây là không có, ở đây không có được nhắc lại. Nó không nhắc lại, chỉ nói là chữ sangaho thôi ha. Sangaho là compendium, tức là cái tập yếu đó. Và therein là tattha. Và fivefold là panchattha. Như vậy cả cái cụm này sẽ là with respect to enumeration, divisions, arising, groups and the mode of happening, the compendium of matter therein is fivefold. Rồi như hôm trước á, có nói rằng là sẽ kêu quý vị đọc và dịch ra để cho quý vị cũng có góp phần, không ngồi nghe hoài lúc mình thụ động á. Cho nên bắt đầu giờ mời mẹ bạn đưa tay ha. Rồi có người đưa tay đó, mời bạn Ngô Tử Hà đọc và dịch nha. Khi mình dịch đó, sẽ có yêu cầu khoan để sẽ có mở mắt. Từ khi sẽ có mở mắt, sẽ có yêu cầu đó khi mình dịch đó. Mình dịch đó là mình ví dụ như là having thus far described, mình dịch từng cụm rồi đó. Tức là để cho mình biết rằng là mình dịch là từ mình dịch chứ không phải mình dịch theo sách đó. Having thus far described, tức là cụm này mình sẽ dịch là tới đây đã được, đến đây đã được phân tích gì đó ha. Rồi the consciousness mental states là các tâm và tâm sự, tức là mình đọc, là mình đọc theo cái cụm như vậy chứ mình không cần đọc nguyên cả đoạn ha. Rồi để sẽ có mở bức ra nha.
Dạ rồi. Xin mời, mời bạn ngồi từ ha. À, con xin đọc. Having thus far described the consciousness and mental status in accordance with their classes and processes, matter will now be dealt with with respect to enumeration, division, arising, growth, and the mode of happening. The compendium of matter therein is fivefold. Having thus far described là mình dịch để cho đến đây đã được nói đến cái consciousness and mental state là những tâm và tâm sở theo in accordance with là theo những sự phân loại và những sự diễn tiến của chúng. Bây giờ sắc sẽ được phân biệt. Cái đoạn thứ hai thực sự đối với sự tổng cơ, sự phân loại, khởi sanh, tổng hợp và các hình thức diễn tiến. Đây chữ bộ năm con dịch trước, bộ năm ở đây là sự tóm lược của các sắc pháp. Cảm ơn thằng Ngô Tử A. Ở đây đó thì the compendium of matter therein is fivefold, thì bộ năm mình đưa ra trước được, hoặc là mình có thể nói rằng là như vậy đó, cái phần phân tích về sắc pháp á là sẽ có 5 phần. Như vậy chương phân tích về sắc pháp sẽ có 5 phần. 5 phần là phần nói về liệt kê. Đầu tiên sẽ là liệt kê sắc pháp, đến sau đó là phân loại sắc pháp, đến là sự sinh khởi của sắc pháp, groups tức là các cái nhóm của sắc pháp, và modes of happening tức là các cái hình thức phát sanh, hình thức diễn tiến của sắc pháp. Cho nên là do mô tả như vậy cho nên là nó sẽ ra 5 loại, còn có 5 loại hay là còn gọi là 5 phần. Rồi, thì bây giờ mình xem cái bản dịch của bên Đạt Phạm Kim Khánh ha. Đến đây đã phân tích các loài tâm vương và tâm sở theo phân loại và tiến trình sanh khởi. Giờ đây xin đề cập đến sắc pháp. Phần tổng lược về các sắc pháp có 5 là liệt kê, phân loại, khởi sanh, các nhóm và phương thức sanh khởi. Thì ở đây trên này đó, mình thấy cái trên này nè, tới đây ha, tức là các tâm và các tâm sở cùng tùy theo các cái loài và các tiến trình đó, đã được trình bày xong rồi. Tức là mình học từ chương 1 tới chương 5 là nói về các tâm, tâm sở, tiến trình của nó nói hết rồi. Matter will now be dealt with. Thì tới đây đó thì là sắc pháp sẽ được đề cập đến. Và như vậy liên quan tới là sự liệt kê, sự phân loại, sự sinh khởi, các nhóm và hình thức diễn tiến. Mà cái phần này đó, cái phần tổng lược về sắc pháp đó, sẽ có 5 phần. Đây, đó là phần sơ khởi. Bây giờ mình qua đoạn tiếp theo. Chattari mahabhutani chatunancha mahabhutanang upadaya rupanti dithangpetang. Rupang ekadasa vithena sanggahang gacchati. Các thằng Pata vi tha tu, Apo tha tu, Techo tha tu, Vayo tha tu, Puta rupang nama, Chakku so tăng gahanang, Chivaha kayo, Pasada rupang nama, Rupang sado ganto raso, Apo tha tu vachitang, Puta taya sankhatang phottabbancha gochara rupang nama. Ở đây là bắt đầu đi vào là liệt kê này ha. Chattari mahabhutani, mình có đó mahabhuta. Maha là great, là đại ha. Bhuta, bhuta là essential. Essential tức là cái phần cục loại, phần căn bản. Chattari là số 4 ha. Chattari khi là số 4 đó mà đi với danh từ trung tỉnh thì nó được thành là Chattari. Nếu đi với nam tỉnh là Chattaro ha, tùy theo.
cái sổ của bên tiếng Pali đó, cái sổ mà có một số sổ đó thì nó là giống nhau trong cả ba cách, ví như số 5 pancha thì nam tịnh, nữ tịnh, trung tịnh gì cũng pancha. Nhưng mà số 4, số 2, số 3 chẳng hạn đó thì nam tịnh là số chữ khác mà nữ tịnh, trung tịnh là số khác. Thì đây là chữ chattari là đi với danh từ trung tịnh. Ani này là danh từ trung tịnh, số nhiều ha. Cho nên là chattari mahabhutani là bốn đại chủng ha. Chattari là bốn, maha là đại và bhutani là chủng, thì tiếng Anh dịch là the four great essentials. Tiếp theo là từ chatunanja mahabhutanang upadaya rupanti. Nguyên một cái cụm này. Đầu tiên là chữ rupang là từ chỉnh này. Rupang, chữ tí này là ngoặc kẹp thôi. Rupang là sắc pháp. Rupang là nó chia về chủ cách. Vì năm năm từ trong tỉnh ấy, chia về chủ cách nó vẫn là rupang. Để theo là chữ upadaya. Upadaya là nó là được tạo nên, và mahaputanang là của hoặc là của hoặc là do từ ha. Mahaputan các tu năng, mahaputanang đây là dùng cách sáu số nhiều của bốn đại chúng. Ở đây người ta dùng á, mặc dù trong tiếng Pali là dùng cách sáu, nhưng mà khi qua tiếng Anh cũng như qua tiếng Việt á, thì mình thường là mình dịch theo nghĩa là cách năm, là do từ. Ở đây dịch là gì? Các cái sắc pháp mà được tạo nên, các sắc pháp được tạo nên bởi bốn đại chủng. Cho nên tiếng Hán là dịch là chẳng việc gọi là tứ đại chủng sở tạo sắc, hoặc là mình hay dùng cái từ là sắc y đại sinh, hoặc là sắc y sinh, hoặc là sắc nương sinh. Còn ở đây là nguyên cái cụm dài thì tiếng Anh dịch là gì? Material qualities derived from the four great essentials. Như vậy là chia ra hai nhóm ha, sắc pháp chia ra hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm bốn đại chủng. Sau đó nhóm thứ hai là những cái sắc mà do bốn đại chủng này nó tạo ra, gọi là tứ đại chủng sở tạo sắc. Sở tạo là được tạo nên bởi bởi tứ đại chủng, tứ đại chủng sở tạo sắc. Đó là vì có cái từ đi theo, có cái từ tứ đại chủng đi theo. Còn nếu như chỉ có upadaya rupang, thường là mình sẽ gặp cái cụm từ upadaya rupang, mình sẽ dịch là sắc sắc y sinh, sắc nương sinh, hoặc là sắc sở tạo. Tiếp theo là mình có từ du vi thăng. Du vi thăng, du là hai, vi tha là loại, du vi thăng là hai loại, tiếng Anh là twofold. Tiếp theo mình có từ ekadasa vitha. Ekadasa là 11 ha. Vitha là loại, cho nên là 11 loại hay 11 thứ. Mình có số 1 là eka, 10 là dasa, hai cái này cộng lại ekadasa là 11 ha. Nên tiếng Anh dịch là 11 species. Species là loại, chủng loại. Sanghahangacchati. Gọi là gồm có ha. Thường là includes, nhưng mà trong ngữ cảnh này thì dịch là including. Bởi vì chữ gacchati là động từ đã chia này. Chia thì hiện tại. Pathavithatu. Pathavithatu. Chữ thatu mình hay dịch là giới. Tiếng Anh là the element. Và pathavi là đất á. Địa giới ha. Pathavithatu là địa giới. Thì mình không có dịch là the element of earth. Có khi thì dịch là element of earth. Nhưng mà đây thì dịch là the element of extension. Extension là có dạng, trương độ. Cho nên là khi mà nói tới địa giới hay là địa đài, chữ giới và chữ đài nó cũng đồng nghĩa với nhau ha. Địa giới cũng được, địa đài cũng được. Thì địa đài nó lên cái tính có dạng, trương độ của cái vật chất. Apothatu, the element of cohesion. Cohesion. Cohesion hay là cohesion. Vì chơi kiểm tra nha. Khi thì để xem thì đọc là chữ E này, nó đó lúc E cái đọc, khi đọc E khi đọc Y, dành ra nhiều khi mình không có để ý á. Họ đọc là cohesion. Y nha, cohesion.
Như vậy là chữ cohesion là gì? Là cái sự kết nối, liên lạc, liên mạch đó. Cho nên là mình nói là yếu tố kết dính, là thủy giới. Bây giờ mình đọc cái cụm này trước, cái bảng này trước ha. Còn là còn một số, còn thêm bảng tư vựng nữa. Chattari Mahabhutani. The four great essentials. Chatunancha Mahabhutanang Upadaya Rupanti Material qualities derived from the four great essentials. Du vị tăng, twofold, ekadasa vị tha, 11 species, sanghang gacchati, including, patha vị tha tu. The element of extension. Apotatu. The element of cohesion. Qua bảng từ vựng tiếp theo. Techotatu là the element of heat. Là mình dịch là hỏa giới. Vayotatu, the element of motion. Motion là sự chuyển động, là phóng giới. Phuta rupang, the great elements of material, gọi là đại chủ sắc. Chakku, eye, là mắt. So tang, ear, tai. Gahanang, nose, mũi. Chivaha, tongue, lưỡi. Kayo, body, là thân. Rồi, bây giờ mình đọc lại cụm từ này ha. Techo thatu. The element of heat. Vayotatu. The element of motion. Puta rupang. The great elements of material. Kaku. I. So tang, ear, gahanang, nose, chivaha, tongue, kayo, body. Yeah. Thêm một bảng tư vựng nữa. Pasada rupang là gọi là tình sắc. Tiếng Anh dịch là gì? Sensitive material qualities. Là sắc về cảm giác đó. Gọi là sắc thân kinh, cho nên dùng chữ sensitive. Sensitive là nhạy cảm. Là chỉ cho thân kinh, cho nên gọi là sắc thân kinh. Mà sắc thân kinh đó, thì tổng tiếng Pali không dùng chữ thân kinh mà dùng chữ passada. Mà passada tức là thanh tịnh. Bởi vì cái sắc đó nó rất là vi tế, cho nên gọi là tình sắc. Rupang là chữ sắc, là chữ form, có khi dịch là chữ form cũng. Nhưng mà chữ sắc ở đây, trên kia chữ sắc là dịch chữ matter, mà chữ sắc ở đây dịch chữ form, vì hai chữ sắc này nó khác nhau nha. Chữ sắc mà matter đó là sắc pháp, là chỉ chung cho 28 sắc pháp luôn. Còn cái chữ sắc ở đây đó là trong cái sắc cảnh sắc á, là sắc này là đối tượng của con mắt á. Thì như vậy là chỉ dùng chữ form thôi, như vậy nó là hình thể. Còn sắc bên kia là vật chất, nghĩa rộng hơn. Rupang ở đây form là sắc, là sắc là tức là gọi là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thính đó ha. À, như vậy sắc này là đối tượng của con mắt, dịch là form. Sado, sound là tiếng, mình hay dịch là sắc thanh hương vị xúc thì tiếng, vì mình dịch thanh là âm thanh đó ha. Gantho, odor, ở đây là chia vô trong chủ cách thì đó nghe. Còn nếu như trong từ điển rupa, sada, gantha nha, còn đây mới chia chủ cách rồi. Gan sắc, sắc đô là sao, là âm thanh. Gantho, odor là mùi, mùi có khi
Hòa thượng sự thì không dịch chữ hương mà dịch là sắc cảnh khí. Bởi vì khi mình dịch chữ hương đó, thì mình cứ nghĩ hương là phải là mùi thơm thôi, mà thật ra mùi gì cũng gọi là gan tha cả, cho nên dịch chữ odor đó. À, mình dịch đó, là mùi thì nó đúng hơn là hương. À, nhưng vì ngày xưa quý vị dịch chữ hương, bây giờ mình vẫn nói hương vậy thôi, cho đúng ra mình dịch chữ mùi là chính xác hơn. Raso taste tức là vị mặn ngọt chua cay ha. Apotatu vachitang. Apotatu là gọi là thủy đại và vachitang là trừ ra, trừ thủy đại. Tiếng Anh là excluding the element of cohesion, trừ đi thủy đại. Phutataya sankhatang. Ở đây mình có ba từ cộng lại, chữ phuta là một, chữ taya là hai và chữ sankhatang là ba. Thì là chữ phuta là mình gọi là đại chủng đó, là essential. Taya là three, là ba. Và sankhatang là được tìm thấy hay là được gọi là. Cho nên là phutataya sankhatang, tiếng Anh dịch là found in the three essentials. Và mình dịch là gì? Được gọi là ba đại chủng. Hay là được tìm thấy trong ba đại chủng. Tiếp theo, phottabbang. Phottabbang thực ra là chữ này vì chữ đi vì chữ cha, cho nên chữ thabbang này mình đổi thành chữ nhờ. Chứ đúng ra nó là phottabbang, nó cũng đã m chậm dưới thôi. Cái này có chữ phottabbang. Này, phottabbang cha này, vì chữ cha này ha, vì thấy này. Vì chữ m chậm dưới này này, mà nó đi với chữ cha thì m đổi thành chữ nhờ. Cho nên mình là phottabbang cha. À, phottabbang là dịch tiếng Anh là gì? Tangibility là có thể xúc chạm được. À, sự có thể xúc chạm được thì mình dịch là xúc. Xúc là gì? Là những gì mà mình có thể sờ vào được. Gọi là sắc cảnh xúc. Gochara rupang, material objects. Nói chung gọi là gì? Hành cảnh sắc. Hành cảnh sắc tức là sắc này nó làm cực tham thanh cảnh cho các cái giác quan của mình, cho nên gọi là cảnh sắc hoặc là hành cảnh sắc. Rồi là tới đây là xong cái phần tư vấn ha, mình đọc tiếp cái đoạn này. Đoạn này hồi nãy đọc chưa này? Rồi cái này hồi nãy đọc rồi, bây giờ mình đọc tiếp đoạn này ha. Prasada rupang. Sensitive material qualities. Rupang. Form, sado, sound, gantho, odor, raso, taste, apotatu vachitang, excluding the element of cohesion. Utataya sankhatang, found in the three essentials. Phottabbang, tangibility. Gochara rupang, material objects. Material objects là gì? Những cái đối tượng mà thuộc về vật chất. Ví dụ như mắt mình thấy sắc thì cái sắc bông hoa hay là cái nhà đó thì đó là sắc cảnh sắc. Tiếng, âm thanh cũng là âm cũng sắc pháp ha. Mùi nó cũng là sắc pháp ha. Vì mình nếm cũng là sắc pháp. Và cái mà mình xúc chạm được, tất cả cái đó đều gọi là sắc pháp ha. Và cái tên của nó gọi là Gochara Rupang, sắc làm đối tượng, gọi là cảnh sắc hoặc là hành cảnh sắc. Bây giờ đi vào dịch cái đoạn này từ tiếng Pali sang tiếng Anh. Matter is twofold, namely the four great essentials and material qualities derived from them. Rồi, câu đầu tiên ha, thì mình thấy là cụm từ này là matter is twofold, là từ đầu từ nào là matter is twofold, là đây Di Thăng, bê tăng, rupang.
Duy thăng là chữ hồi nãy mình chữ đu vi thăng á, là chữ đu, và có khi là mình thấy là chữ đu đã được lược bỏ cho nên con là duy thăng thôi. Duy thăng pi, thăng bê tăng là duy thăng pi e tăng. Thì chữ pi này á, là từ đềm như vậy, e tăng ru băng. E tăng ru băng là cái sắc này á. Không phải, chữ này á, đi thăng bê tăng ru băng là nói qua câu 2 rồi. Như vậy là cái câu đầu tiên á, là câu đầu tiên á, là họ làm đúng ra đó, câu bằng tiếng Anh này chắc ra làm hai cùng ra hai câu, chứ còn khi mà mình dịch chứ ha, mình là câu tiếng Anh tiếng Pali thì chỉ có một câu thôi và chỉ có một động từ thôi, đó là động từ gacchati ha, sanghang gacchati là được này dịch là constitute, include, mà đây thì dịch là constitute. Vậy thì ba chữ chủ từ của câu này chính là duy thăng pê tăng ru băng. Duy thăng pê tăng là duy thăng pê e tăng ru băng. Cho nên là cái chữ e tăng là chữ this. Duy thăng là two kais, these two kais. Sanggahang pachati là constitute. Ekadasa vithena là 11 species. Mà trước khi mà nói tới these two đó, thì phải có liệt kê trước là cái gì these two. Đó là Chaptari Mahabhutani, là the four great essentials. The four great essentials. And material qualities derived from them là Chatunancha Mahabhutanang Upadaya Rupanti. Thì quý vị thấy á, là như vậy, từ cái câu Pali này á, mà qua cái câu tiếng Anh á, là đã có một cái sự đã thay đổi cấu trúc để cho cái câu nó rõ ràng, dễ hiểu hơn. Cho nên mình thêm vô là trong cái bản dịch của Ngài Narada đó, Ngài thêm vào là matter is twofold. Namely. Thì á, matter is twofold là đi thăng pê tăng ru băng đó ha. Sắc có hai loại. Cho nên là ở đây mình thấy là cấu trúc có thay đổi ha. Matter is twofold, rồi chậm là mình định these two constitute. Cái thật ra thì twofold và these two là chỉ có một từ này thôi. Nhưng mà vì tiếng Anh á, để cho gãy gòn thì tách ra làm hai câu thì là gọi gãy gòn hơn. Tiếp theo, cả thăng là how. Essential material qualities, the element of extension, the element of cohesion, the element of heat, and the element of motion. Các thằng là how ha, bắt đầu. Essential material quality là patavi thatu. Đúng vậy. Cái cụm này là nó sẽ đưa cái này ra trước. Đó là cái mà essential material quality tức là phu ta ru băng. Phu ta ru băng. Phutarupang nama. Phutarupang tức là essential material qualities. Mình gọi là sắc tử đài đó ha. Bắt đầu mình chỉ kể ra là Patavitatu là the element of extension. Apotatu, the element of cohesion. Pechotatu, the element of heat. Vayotatu, and the element of motion. Tiếp theo. Chakku là nguyên cái cụm này đó là đề ra nó là sẽ gì, nó là sẽ là pasada rupang. Chakku so tang gahanang chivahakayo pasada rupang nama. Cho nên cái cụm này mình sẽ đưa ra trước là sensitive mental material qualities pasada rupang. Sensitive material qualities nama vis chakku eye, so tang ear, gahanang nose, chivaha tongue, kayo and body. Tiếp theo, cụm thứ ba là gochara rupang nama, thì đó là material objects vis, là cái nhóm là sắc đối sắc sắc cảnh sẽ học gọi là hành cảnh sắc ha. Vis là rupang là form, sado sound, gantho odor, raso taste, apotatu vachitang phụ tất tây sang kha tăng phốt tháp bàn chạ gồ chạ rạ rù bàn chạ.
Thì cái cùng á, cái chữ mà mình không thể, chữ này, cái cùng là chữ phốt tháp băng ha. Cái chữ phốt tháp băng đó là trước này. Phốt tháp băng là xúc á, thì dịch là tangibility. Và phải giải thích cái xúc này là gồm có cái gì. Tangibility là, ở đây là found in the three essentials, excluding the element of cohesion. Thì cái cùng mà found in the three essentials đó là phu tát tây á, sang kha tăng. Và apo tatu vachi tăng là excluding the element of cohesion. À, như vậy là mình sẽ đi qua hết những cái đối chiếu, cái từ Pali và Anh ha, của cái đoạn này. Bây giờ tiếp theo là sẽ là mất công phổ biệt của các bạn á, là dịch cái đoạn này à, sang tiếng Việt nha. Đọc cái dịch. Có ai đưa tay chưa? À, thấy Nhấn Nguyễn đưa tay là phải đưa tay để dịch không? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, xin mời. Dạ, kính bạch sư cùng đại chúng, con xin đọc trước và dịch sau ạ. Matter is twofold, namely, the four great essentials and material qualities derived from them. These two constitute 11 species. How essential material qualities, the elements of extensions, the elements of cohesions, the elements of heat, and the elements of motion. Sensitive material qualities, these eye, ear, nose, tongue, and body. Material objects, these form, sound, odor, taste, and tangibility, found in the three essentials, excluding the elements of cohesion. Con xin dịch ạ. Matter is twofold, namely, sắc pháp có hai phần, đó là the four great essentials, tứ đại chủng, and the material qualities, và tứ đại chủng sở tạo sắc, derived from them. These two constitute 11 species. Hai phần này tạo thành 11 loại. How? Như thế nào? Essential material qualities, những tính chất chính của sắc pháp. The elements. Chính là bốn đại chủng đó. The elements of heat có nghĩa rằng là yếu tố của extension trước. Là bị sót rồi. The element of extension trước nhé. Con bị sót. The element of extension có nghĩa rằng là yếu tố của tính co giãn, hay còn gọi là địa giới. The elements of cohesion, yếu tố của sự kết dính, hay còn gọi là thủy giới. The elements of heat, yếu tố của nhiệt, hay còn gọi là hỏa giới. And the element of motion, yếu tố của sự chuyển động, hay còn gọi là phong giới. Sensitive material qualities, tịnh sắc gồm ear, eye, ear, nose, tongue, and body. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Material objects, form, sound, order, taste, and tangibility. Và hành cảnh sắc gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, found in the three essentials excluding the elements of cohesion, được gọi là ba đại chủng trừ thủy đại. Và con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn bạn Nhân rất là nhiều. Bạn đọc rất là hay và dịch cũng rất là chuẩn rồi. Ở đây đó thì có cái đoạn cuối này này. Found in the three essentials đó là cái này sư cô cần giải thích thêm một chút về cái chỗ này. Đầu tiên đó là nó giải thích cục này cũng thật ra không phải chỉ có chỗ này, mình giải thích từ trên này luôn. Đầu tiên đó là sắc pháp chia ra hai nhóm chính ha. Hai loại này, đó là sắc tử đại và sắc do tử đại sinh, hay còn gọi là sắc tử đại sở tạo. Thì hai nhóm chính ạ. Thì bắt đầu trong từ hai nhóm chính ra này bắt đầu mà chia ra là 11 nhóm nhỏ. 11 nhóm nhỏ, hai nhóm chính, bắt sau nó chia ra là 11 nhóm nhỏ thì như thế nào? Đầu tiên đó là cái nhóm thứ nhất này, tức là 11 nhóm thì ở đây mình thấy cái đoạn này thì mới có 3 thôi nha. Tức là nhóm thứ nhất là nhóm sắc tử đài, nhóm thứ hai là sắc thân kinh, nhóm thứ ba đó là sắc cảnh giới hay là hành cảnh sắc,
rồi sau đó mình thứ tư năm sáu bảy ha, thì để mình nắm được cái bố cục cái bài, để khi mình học đó, mình không phải là đi vào chi tiết mà mình phải nắm được luôn cái dàn bài để sau này mình nhớ, là mình nhớ cho nó dễ. Như vậy chia, nếu như chia hai toàn bộ 28 sắc pháp chia hai nhóm thì gọi là sắc tử đài và sắc sắc là ý tử đài sinh, hoặc là sắc chủ tử đài chủng sở tạo sắc ha. Rồi từ hai nhóm chia ra là 11 như thế nào? Thì 11 nhóm, thì nhóm 1 á là nhóm sắc tử đài, gồm có là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới, hay còn gọi là tự giới cũng được, có chỗ khác người ta dịch là đài, thì là địa đài, thủy đài, phong đài, hỏa đài và phong đài. Sau nhóm thứ hai đó gọi là nhóm sắc thần kinh, gồm có 5 là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Nhóm thứ ba gọi là nhóm hành cảnh sắc, tức là đối tượng của các cái thần kinh này, đó là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Thì riêng xúc á, thì cái sắc pháp, cái chi pháp của xúc là gì? Tức là sắc, thanh, hương, vị á, thì nó có cái một, có cái nhóm riêng. Còn riêng cái nhóm xúc này đó, nó không có cái sắc pháp riêng của nó, mà xúc chính là ba đài, được xúc là được tìm thấy trong ba đài, có cả thảy là tử đài, nhưng mà chỉ xúc là chỉ có trong ba đài thôi. Vì sao? Trừ đi là thủy đài. Tức là cái gì đó, mình thấy bất cứ cái vật gì mà mình sờ vào được, phải không? Thì khi mà mình sờ vào được cái gì? Mình sờ vào được là mình cảm thấy cứng hay mềm. Đó là mình sờ được, mình cảm nhận được là địa đài, cứng hay mềm. Ha. Rồi mình sờ vào, mình thấy nó nóng hay lạnh, thì mình biết đó là mình cảm nhận được cái đó là hỏa đài. Và mình cảm nhận được nó nhũn lên, nhũn xuống, hay là cái sự chuyển động đó, mình cảm nhận được cái sự chuyển động đó, đó thì chính là phong đài. Còn thủy đài là cái sự kết dính á, nó chỉ là yếu tố nó kết dính lại để cho cả cái sắc pháp nó không có bị rơi rạc ra, thì cái thủy đài mình không có cảm nhận được. Vì vậy cho nên mình trừ đi của thủy đài này ha. Thì đây là mới ba nhóm ha. Bây giờ mình qua nhóm tiếp theo. Dạ thưa sư, cho con hỏi ạ. Có phải cái tứ đại chủng mình còn gọi là tâm vương, và tứ đại chủng sở tạo sắc mình có gọi được là tâm sở không ạ? À không, không thể gọi được, bởi vì tâm á, là nó thuộc về cái danh pháp mà. Dạ. Tâm tức là tức là nó có, mình thấy có thể nói là đó, cái sự tương ứng thì được. Ví dụ như mình nói tâm và tâm sở, cái sự mối quan hệ giữa tâm và tâm sở thì nó giống cái mối quan hệ của tử đài và sắc, do tử đài sanh thì còn được. Dạ. Chứ còn mà nói đông nhau thì không được, vì một bên là danh pháp, một bên là sắc pháp. Dạ, con hiểu rồi. Rồi bây giờ mình có đoạn cái này thì mình phải cần đọc lại cái bài dịch ha. Mình có đoạn tiếp theo luôn. Bây giờ đó là đoạn ba nhóm này ha. Bây giờ có nhóm thứ tư này ha. Nhóm thứ tư là Ittattang Purisattang Phavarupang Nama Hadayavatu Hadayarupang Nama Chivitindriyang Chivitarupang Nama Kabalikaro Aharo Ahararupang Nama. Rồi như vậy là đây là có thêm 4 nhóm nữa. 4 5 6 7 ha. Thì bây giờ mình vào từ mới. Ittattang. Ittattang dịch là femininity, là nữ tính. Purisattang. Masculinity là nam tính. Phavarupang. Material qualities of sex. Bản tánh sắc. Hay là còn gọi là giới tánh sắc ha. Hadaya Vatu, the heart base. Trong này mình có cái chữ là Hadaya là heart và Vatu là base, the heart base. À, mình gọi là sắc ý vật hoặc là tâm cơ. À, ở trên kia cái chữ Ittattang đó là chữ Itthi cộng với Atta. Ha? Itthi là người nữ và Atta là tính chất. Cho nên Ittatta là tính chất của người nữ thì gọi là nữ tánh. Dưới này cộng vậy, Purisatta là có hai chữ cộng là Purisa cộng với Attang. Atta mà chỉ có cái phụ cách là thành Attang, Purisattang là nam tánh. Phavarupang thì cũng có hai chữ Phava cộng với Rupang. Phava là giới tánh hoặc là bản tánh, và Rupang là sắc. Và cho nên dịch là Phavarupang là bản tánh sắc. Thì chữ sắc là material qualities, và chữ Phava là sex hoặc là gender. Hadaya Vattu thì cũng có hai chữ Hadaya và Vattu. Hadaya Rupang cũng vậy, còn có hai chữ Hadaya và Rupang. Hadaya là heart và Rupang là gì? Matter.
Và ở đây người ta dịch là gì? Hadaya rupang là material quality of base, gọi là màng sắc hoặc là tấm sở y. Tấm sở y là gì? Là chỗ nương nhờ của sắc của tâm. Jivi indriya có hai chữ cộng lại là jivita cộng với indriya. Indriya là căn hay là quyền và chitita là màng sống, cho nên mình dịch là màng căn. Material quality of life. Jivita rupang thì mình gọi là màng sắc, chẳng phải tấm sắc ha. Lại đây dịch bị nhầm, màng sắc. Chúng ta sửa lại luôn nha. Sắc màng quyền. À, màng quyền sắc hoặc là màng sắc ha. Mình hay nghe là sắc màng quyền là dùng theo kiểu đó, màng quyền sắc. Rồi là Kabali Karo Aharo. Tiếng Anh dịch là edible food. Edible là có thể nhai được, có thể ăn được. Mình dịch là đồ ăn thực. Bởi vì ở đây có cái chữ Kabali Karo. Kabali là nắm, nắm. Mà Karo là làm thành. Cho nên Kabali Karo là làm thành nắm. Cái chữ đồ ăn này là gì? Chữ đoan có nghĩa là một bòn, một đoan, tức đi với nhau, một chúng, một cùng, một cùng, cùng một cùng lại thì gọi là đoan. Cho nên chữ đoan thực tức là thức ăn mà có thể nắm lại thành nắm, cầm bắt thành từng bắt, hoặc là từng cục như là trái cây mình cũng cắt từng miếng vậy thì gọi là đoan thực. Và ahara rupang gọi là sắc vật thực hay là thực sắc. Tiếng Anh dịch là material quality of nutrition. Nutrition là sự cái dưỡng chất để mà nuôi sống. Còn edible là có thể ăn được. Ví dụ như mình thấy một cái cây cao, cái cỏ đó, một cái cỏ này người ta nói cái cây này, cái cỏ này ăn được hay không? Có loài cỏ ăn được, có loài cỏ ăn không được. Cỏ mà ăn được đó, thì cái tính chất nó lành và nó có cái dưỡng chất. Còn có những cái loài cỏ mà nó lại có chất độc. Vậy giống như là người ta nói có cái lá ngón đó, là ngón ở trên rừng đó, chỉ cần ăn vào cái lá đó là có như chết liền. Cho nên cái đó thì không thể gọi là thực vật thực được, thì chỉ edible này là chỉ cho có thể ăn được. Rồi, bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Ithattang. Femininity. Chúng nói chữ này là femininity. Chữ y đâu thì nhẫn, còn chữ y sao mà không còn nhẫn. Femininity. Để cô kiểm tra lại cái chữ femininity. Có trong cái chữ này có ba chữ ý đó, thì chỉ có một chữ ý mà có dấu nhẫn là đọc ý thôi. Còn thường thường mà mấy cái chữ không có dấu nhẫn là nó sẽ đọc thành nhưng mà ở đây đó, khi mình tra thì cái chữ này đặc biệt đó là chữ nào nó cũng đọc ý hết á. Femininity. Femininity nhớ nha. Cho nên chữ này đặc biệt. Có tiếng Anh có cái mệt nó khác Pali. Tiếng Pali thì mình chỉ cần biết cái nguyên tắc rồi mình đọc thôi. Còn tiếng Anh đó, y có khi đọc e, có khi đọc ơ, có khi đọc y. Nhưng mà đây đó thì ta thì họ thấy là ba chữ y này đều đọc y cả. Femininity, cho nên chữ đầu tiên mình đọc đúng rồi nhưng mà mình sợ sai. Như vậy ta đọc lại tất cả đều y cả ha. Rồi mình đọc lại ha. Femininity. Purisattang. Masculinity. Bhava rupang. Material qualities of sex. Adaya vattu. The heart base. Adaya rupang. Material quality of base. Jivitindriyang. Material quality of life. Jivita rupang. Kabali karo aharo. Edible food. Ahara rupang. Material quality of nutrition. Rồi,
Vậy thì mình đã đọc qua phần từ mới rồi. Bây giờ mình vào cái phần đoạn dịch Anh, Pali Anh trước ha. Itatang purisatang favarupang nama. Đoạn này dễ đó ha. Material qualities obsessed with femininity and masculinity. Thì ở đây là tiếng Pali đặt ra đằng sau thì tiếng Anh đó, thì phải đưa cái tên chung ra đằng trước ha. Tức là material quality obsessed with itatang femininity, purisatang and masculinity. Tiếp theo, hadaya vatu, hadaya rupang nama. Material quality of base with the heart base. Chivitindriyang, chivita rupang nama. Material quality of life with vital principle. Kalpalikaro aharo ahara rupang nama. Material quality of nutrition with edible food. Ở đây mình để ý là những cái nhóm này á, 5 này, 6 này, 7 này là một cái mình nó đứng thành một nhóm riêng luôn. À, trên này á, là nhóm sắc giới tánh á, là còn có hai là nữ tám tánh, nữ tánh ha. Nhưng mà cái sắc mà sắc ý vật á, hadaya vattu á, một mình nó thôi. Và cái tên của nó đó, phía trong cái sắc pháp á, thì là có quý vị thể để ý là có chữ rupang nha. Hadaya rupang. Mình gọi là gì? Mình gọi là tâm sắc. À, cái này mình gọi là tâm sắc này. Chữ hadaya là tâm và rupang là sắc. Rồi jivita rupang thì mình hay dịch là gì? Là màng sắc. Ahara rupang là vật thực sắc, thực sắc thì tất cả cái tên cái sắc, sắc pháp là có cái chữ rupang. Còn mà bên này là tên của nhóm này. À, tên của sắc pháp là khác, còn tên của nhóm là khác. Cái nhóm của nó là hadaya vattu. À. Xin lỗi. Đây là tên của cái nhóm cái có cái chữ rupang á, tức là tên của cái nhóm ha. Còn bên này là tên của cái sắc pháp đó. Hadaya vattu thì gọi là trong cái nhóm hadaya rupang nè. Chivitin riyang thì cái nhóm là chivita rupang. Và kabalikaro aharo thì là cái nhóm của nó gọi là ahara rupang ha. Rồi thì để mình thấy rằng là có những cái nhóm á, là có nhiều. Giống như cái nhóm mà sắc thân kính thì có 5, nhóm mà sắc mà hành cảnh sắc á, thì nó có tới 7 lần. À, 4 cộng 3 là 7. Rồi nhóm sắc giới tánh thì nó có 2, nhưng mà mấy cái nhóm này chỉ có 1 thôi. Cho nên tuy là nhóm nhưng mà không phải nhóm nào cũng đông, mà một người cũng được thành một cái nhóm riêng của nó, à, một loài riêng của nó. À, bây giờ mời bạn, mời một bạn đọc cái dịch đoạn này ha. Vậy ai đưa tay? Mời Loan Trần. Nhớ mở mắt nha, chưa nghe. Dạ, kính thưa sư con đọc ạ. À. À dạ. Dạ. Itatang purisatang bhavarupang nama. Hadaya vattu, hadaya rupang nama. Chiwi tiền riêng, chiwi tarupang nama, kabali karo, aharo, ahara rupang nama. Nó xin dịch là nữ tánh hoặc là nam tánh thì được gọi là sắc tính. Hadaya là tim, quát thú là vật, đây là tâm cơ. Tâm cơ còn được gọi là sắc ý vật. Vichitin riyang là mạng căn. Mạng căn hay còn được gọi là sắc mạng quyền. Kaba, kabali karo là ghép của từ kabala ikaro là đoạn thực. Đoàn thực. Aharo là thức ăn. Ahara rupang nama là sắc, còn được gọi là sắc vật thực. Dạ. Con dịch đoàn thực. Đoàn thực còn được gọi là sắc vật thực. Dạ. Dạ. Rồi. Con xin hết. Rồi, cảm ơn chị Loan nha. Rồi,
Ở đây quay thì bên này dịch là gì? Ở đây đó, có một cái dùng cái số 6 mà đó dịch là tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống á. Mà mình thì cái này cái chữ tính chất của sắc pháp về đời sống, material quality of life, mà vì cái chữ material quality là sắc pháp mà dịch chữ là tính chất của sắc pháp thì nó không có đúng nha. À, cho nên là đôi lúc mình dịch máy móc á, thành ra là tính chất của sắc pháp thì thật ra ở đó không phải dịch là tính chất sắc pháp, mình phải dịch là đã sắc pháp rồi thì trong đó là chữ tính chất, đó là nó bao gồm chữ sắc pháp trong. À. Và bây giờ đó là mấy đoạn đó. Tiếp theo. Itica attharasa vitang petang safava rupang salakana rupang nifana rupang rupa rupang samasana rupanti ca sanggahanggacati akasa thatu pariceda rupang nama kaya vinyati vachi vinyati vinyati rupang nama. Ở đây mình có từ mới attharasa vitang. Trong này mình có chữ attharasa là 18. Đúng ra là mình attha là 8 mà dasa là 10. Nhưng mà khi vô còn vô lại đấy thì chữ lại biến đổi, không dùng chữ ra dasa nữa mà đổi thành là rasa. Attharasa là 18, 18, và vitang là loài, 18 kinds, 18 loài. Sapava rupang. Cái chữ sapava là từ tánh, cho nên sapava rupang gọi là từ tánh sắc. Tiếng Anh là dịch là according to their innate characteristics. Innate characteristics là innate là bên trong mà từ nó có, tức là bẩm sinh đó ha, và characteristics là đặc tính. Cho nên sắc này á gọi là sắc từ tính. À, gọi từ tánh sắc. Salakana rupang. Chữ lakana là tướng. À, cho nên salakana là nó có tướng, tức là từ tướng sắc. According to their respective marks, chữ tướng á, người ta dịch là chữ marks là cái dấu hiệu. Ví dụ như là cái tướng cũng chính là cái dấu hiệu để mình nhận biết đó. Mình nhìn cái dấu hiệu này thì mình nói người này là có mắt sáng, người này có cái tướng đi gù gù, hay là người này cái chân ngắn, người kia chân dài, thì đó là cái tướng của người đó và chính là dấu hiệu để mình nhận ra người này khác với người kia. Nibbana rupang. Chữ Nibbana là được tạo ra, được tạo duyên, cho nên as conditioned, và dịch là sở tạo sắc. Rupa rupang. Hai chữ trong này có hai chữ cộng lại, hai chữ rupa luôn ha. Rupa thêm chữ rupa nữa là sắc sắc. Mà chữ sắc có nghĩa là gì? Chữ nguyên chữ sắc có nghĩa là chữ thay đổi. À. Chữ rupati có nghĩa là thay đổi, biến hoài. Cho nên cái sắc mà nó được bị thay đổi biến hoài gọi là sắc sắc. Mình đọc lại mấy từ này nha. Attharasa vitang 18 kais sapava rupang according to their innate characteristics. Salakana rupang according to their respective marks. Nibbana rupang as conditioned. Rupa rupang as changeable. Changeable là có thể thay đổi, bị thay đổi. Tiếp theo nữa là sammasana rupang. Sammasana dịch đó là tư duy sắc. Là vì sao cái sắc này dùng có thể dùng để tư duy, tức là dùng để mà hành thiền đó. Ví dụ như đất nước lửa gió đó, mình có thể lấy cái sắc đó mình làm đề mục hành thiền, cho nên cái sắc đó được gọi là as fit for contemplation. À, tư duy sắc.
Akasa Thatu. Akasa là hư không. Cho nên Akasa Thatu là hư không giới hay là không giới. Tiếng Anh dịch là limiting material quality. Cái này bị nhầm rồi. Đó phải là Akasa Thatu. Để phải sửa lại cái này chút. Phải đổi lại cái trật tự. Cái này đó là Akasa Thatu đó, cái này mới là element space nha. Yeah, để xuống đây. Còn cái này đưa lên. À, cái Akasa Thatu với chữ Thatu là giới này, là element, và Akasa là space, là hư không. À, cho nên cái này mới là element of space, là không giới. Còn Paricheda Rupang, Paricheda là nó mới là giới hàng. Mình dịch là hàng giới sắc, thì đây mới là limiting material quality. À. Kaya Vinyati. Ở đây có hai từ là chữ Kaya và chữ Vinyati. Kaya là thân và Vinyati là biểu hiện. Cho nên là Kaya Vinyati là biểu hiện ra ngoài thân, là gọi là thân biểu. Tiếng Anh dịch là bodily intimation. Bodily là thuộc về thân, intimation là sự biểu hiện. Vachi Vinyati, vocal intimation, ngữ biểu. Vinyati Rupang, communicating material quality. Tức là những cái sắc pháp mà nó mang cái tính là truyền thông, truyền tin, biểu hiện ra bên ngoài và khiến cho người ta nhìn cái sắc mà thấy được cái tấm tĩnh á, thì gọi là biểu sắc. Mà qua lời nói, ví dụ thân biểu là sao? Ví dụ như mình chỉ cần nhìn cái nét mặt của một người thôi là biết người đó đang giận hay là đang vui, đúng không? Còn ngữ biểu á, là mình nghe cái giọng nói, mình không thấy họ, mình chỉ cần nghe cái giọng nói của họ thôi, của mình cũng biết là họ đang vui hay đang buồn, họ đang giận hay là không giận. Thì cái đó gọi là thân biểu và ngữ biểu. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Samasana Rupang. As fit for contemplation. Akasa Thatu. The element of space. Paricheda Rupang. Limiting material quality. Kaya Vinyati. Bodily intimation. Vachi Vinyati. Vocal intimation. Vinyati Rupang. Communicating material quality. Đó là từ vựng. Bây giờ mình qua cái phần dịch Pali của anh. Thus, these 18 kinds of material qualities are grouped according to their innate characteristics, according to their respective marks, as conditioned, as changeable, as fit for contemplation. Rồi, là đoạn này trước rồi ha. Tức là mình thấy là iti cha là thus, iti là thus, như vậy á. Atharasa vi tăng pe tăng. Ở đây mình có chữ e tăng là chữ these, là này. Atharasa là 18, vi tăng là kais, rupang. Ở đây không có cái chữ rupang. À, mình chỉ có là thus these 18 kais. Nhưng mà ở đây thêm vô nữa là kais of gì? Là tiếng Anh phải thêm vô cho nó rõ là of material qualities. Chứ không có bản tiếng Pali thì không có này ha. Bản tiếng Pali thì có là iti cha attharasa vi tăng pe tăng. Vậy bắt đầu mình chia ra là nó sapphava rup. Ở đây là mình có cái động từ là sanggahangacchati. Động từ Pali hay đi cuối câu, nhưng mà tiếng Anh thì phải đưa động từ ra trước. Sanggahangacchati là a group.
Và group đi chia ra là gì? Sapha và Rupang. Là mình hồi nãy mình gọi là Sapha và Rupang là từ tạm sắc. According to their innate characteristic. Salakana Rupang. According to their respective marks. Nifana Rupang. Là gì? As conditioned. Rupa Rupang. As changeable. Sama Sana Rupang Ti. As fit for contemplation. Rồi đường tiếp theo là Akasatha tu paricheda rupang nama, limiting material quality with the element of space. Thì ở đây mình có paricheda rupang là limiting material quality. Nama là with và Akasatha tu the element of space. Đường tiếp theo là kaya vinyati vachi vinyati vinyati rupang nama, communicating material quality. Vinyati rupang nama vis kaya vinyati bodily intimation, vachi vinyati and vocal intimation. Đó là bảng tiếng Pali qua tiếng Anh. Bây giờ tiếng Anh qua tiếng Việt thì nhờ mời mà các bạn đọc dịch nha. Có ai đưa tay này? Bạn Trương Nguyên, mời bạn Trương Nguyên. Dạ con kính chào sư cô và mọi người. Dạ con xin phép được dịch ạ. Dạ. Thus these 18 kinds of material qualities are grouped. Thì ở đây có 18 cái loại sắc pháp thì được nhóm thành according to their innate characteristic. Đó là phân loại theo cái tự tánh của sắc, theo cái tự tánh sắc. Thứ hai là according to their respective marks, tức là theo cái tự tướng của sắc. As condition là theo duyên. As changeable là theo cái sự biến đổi. As fit for contemplation là theo cái sự thẩm sát. Limiting material quality, tức là cái hạn giới sắc. The element of space, đó là hư không. Communicating material quality, tức là những cái sắc biểu chi, thì nó có là bodily intimation, tức là theo cái thân biểu chi. Vocal intimation, tức là cái ngữ khẩu biểu chi hay là ngữ biểu chi. Dạ con xin hết. Cảm ơn bạn Trương Nguyên. Ở đây đó thì mình thấy 18 này là 18 cái gì này? Thus these 18 kinds là đó 18 cái sắc pháp mà đã nêu phía trên đó. 18 sắc pháp đó là mình phải trở lui lại mình nhớ đó là gồm gì? Bộ tử đài ha, tử đài là 4 ha. Rồi để là 5 sắc thần kinh. Nữa là 9 ha. Rồi còn thêm là gì? 5 sắc thần kinh, bộ tử đài, 5 sắc thần kinh là 9, rồi còn thêm là bốn sắc cảnh hành cảnh sắc là 4 là 13, rồi cộng thêm bài ba cái nhóm hồi nãy đó, là hai nữ tính nữa là 15, rồi cộng thêm với là vật sắc ý vật và sắc vật thực nữa là 17. Thì xin lỗi nha, trở ra đôi 17 với thêm một cái gì nữa, mình trở đôi đoạn trước á, để mà để cho các bạn khi mà nói tới đây và phát sắc mạng quyền đúng không? Như vậy là 18. Ví dụ pháp nói tại đâu là con số là phải có chi pháp tại đó. Là 18 cái sắc mà mình được nêu trước đó, cả tại 28 sắc ha. Thì 18 sắc này đó đang chia thành một cái nhóm riêng. Rồi 10 sắc sau là chia thành một cái nhóm riêng. Thì là 18 sắc này nè, mình nhắc lại ha. Là 4 sắc tử đài nè. Rồi 5 sắc thân kinh nè, là 9 nè. 4 sắc. 4 sắc là sắc thanh hương khí, sắc thanh hương vị, sắc thanh hương vị con chữ xúc là để xúc là nó thuộc tử đài đó cho nên không có tính là con bổn thôi ha. Như vậy 4 cộng 5 cộng 4 là 13. Đúng không? 4 cộng 5 là 9, 9 cộng 13. Đó rồi mà cộng thêm á là hai sắc này, dậy này là hai sắc dậy tỉnh là 15 cộng với sắc
ý vật là 16 cộng với sắc màng quyên là 17 cộng với sắc vật thực là 18. Đó, thì như vậy là tới đây là 18 sắc pháp. Thì khi đó mình nói rằng là 18 sắc pháp này á, 18 sắc pháp này á, là nó mới. À, 18 sắc pháp này nó được gom lại theo những bằng cách gì? Theo những đồ thác đặc tánh cổ hữu, tức là từ tánh là do những cái từ tánh đặc vốn có của nó, từ tướng là do những cái biểu hiện của nó, rồi á, là Nipana là tức là do cái tính chất là được cấu tạo bởi nhân duyên, và Rupa Rupan là do cái sự biến hoại, và Samasana là nó theo cái tính chất là nó có thể được làm đối tượng để mà hành thiền hoặc để tư duy hoặc là để thẩm sát. À, sau khi mà kể 18 loài đó xong, bắt đầu mình kể tiếp là những loài khác nữa, bắt đầu mình Akasa Thatu là tiếp theo là gọi là sắc giới hàng hoặc hàng giới sắc, và Vinyati Rupang gọi là biểu sắc ha, đó là hai cái. Và bây giờ mình mới qua tiếp đoạn tiếp theo, những cái đoạn tiếp theo nữa là những cái loại sắc tế, trên kia là loại sắc thô ha, vậy này gọi là sắc tế đó. Bây giờ tiếp theo, Rupasa Lahuta Muduta Kamanyata Vinyati Dwayang Vikara Rupang Nama Rupasa Upachayo Santati Zarata anicchata lakkhana rupang nama jati rupa meva panetha upachaya santati namena pavuccati di ekadasa vithapitang petang rupang attha visati vithang hoti sarupa vasena. Đây mình có một số từ mới. Lahuta, lightness, rồi gọi là cái lái này là nhẹ nhàng, cái này gọi là khinh khoái. À, khinh khoái, nhẹ nhẹ là khinh ha. Mà khi mà nhẹ thì nó nhanh, cho nên mình dịch là khinh khoái. Còn mà nặng thì nó chậm, đúng không? Xe mà chạy nhẹ nó chạy nhanh, người nào mà nhẹ chạy nhanh, ai nặng thì nó chậm chạp, phải không? Khinh khoái. Muduta, softness là mềm mại hay là nhu nhuyễn. Kamanyata, adaptability, adaptability là dễ thích ứng, thì gọi là kham nhầm. Vinyati Dwayang, Vinyati là hồi nãy mình gọi là biểu sắc, và Dwayang là hai loại, cho nên là two forms of intimation là hai biểu sắc. Vikara Rupang gọi là biến hóa sắc. Cái chữ Vikara Rupang này như là sao, tìm không ra cái từ tiếng Anh tương đương hay sao mà chỗ này bị bỏ trống, thôi mình chạy tìm mình bỏ vào sau ha. Bây giờ mình đọc lại mấy câu này trước ha. Lahuta, lightness. Muduta, softness. Kamanyata, adaptability. Vinyati Dwayang, two forms of intimation. Vikara Rupang, rồi để mình xem thử còn thêm một số từ mới nữa. Upachayo, Upachayo thì tiếng Anh dịch là productivity, tức là sanh, sự sản sanh là sự sanh. Santati, continuity, sự tiếp diễn hay gọi là trú. Zarata, decay, tức là sự biến hoại, tức là lão. Zarata, rồi đến theo là anicchata. Anicchata là vô thường. Chị thân chị ta là tánh, anicca là vô thường, chị ta là tánh, nên anicchata là tánh vô thường. Lakkhana rupang gọi là tướng sắc. Lakkhana là tướng, rupang là sắc. Ở đây dịch là gì? Characteristics of material qualities. Những cái đặc tính của sắc pháp. Sarupa vasena là according to their intrinsic properties, tùy theo đặc tính của chúng.
Sarupa Vasena, tùy theo đặc tính. Sarupa. Rồi bây giờ mình đọc tiếp đoạn này. Upachayo. Productivity. Santati. Continuity. Jarata. Decay. Anicca. Impermanence. Lakkhana rupang. Characteristics of material qualities. Sarupa vasena. According to their intrinsic properties. Giờ mình đi vào cái đoạn dịch từ Pali sang tiếng Anh. Mutable material qualities, viz. Material lightness, softness, adaptability, and the two forms of intimation. Bây giờ đầu tiên là mình có cái từ là mutable material quality, là dụng cụ cái chữ là vikara rupang. À, vikara rupang dịch là mutable, là biến hóa sắc đó. Mutable là có thể thay đổi đó, mà là biến hóa sắc. Vikara rupang nama mutable material quality vis rupasa lahuta. Rupasa dịch là material. Lahuta là lightness, material lightness, muduta, softness, kamanyata, adaptability, vinyati dwayang, and the two forms of intimation. À, như vậy, ngoại cái câu này sẽ dịch xuống như vậy. Mutable material qualities with material lightness, softness, adaptability, and the two forms of intimation. Đoạn tiếp theo. Characteristics of material qualities with material productivity, continuity, decay, and impermanence. Bây giờ nhóm thứ 10 á, mình đã qua nhóm thứ 10 rồi ha. Bây giờ qua nhóm thứ 10. Nhóm thứ 10 là gọi là mutable quality material, sorry, mutable material quality gọi là biến hóa sắc ha. Rồi nhóm thứ 11 gọi là gì? Characteristic of material quality thì tiếng Anh là tiếng Pali là gì? Lakkhana rupang và là tướng sắc. À, thì lakkhana rupang thì gồm có gì? Rupasa upachayo và là material productivity tức là sự sanh. À, rồi tiếp theo là santati là continuity là sự trụ đó ha. Jarata là decay là lão đó ha. Anicca là impermanence vô thường. Here, by productivity and continuity are meant the material quality of birth. Ở đây mình có cái cụm là Jati rupa meva panetha upachaya santati namena pavuchati ti. Ở đây chủ từ là gì? Jati rupang. Jati rupang eva panetha. Chữ đầu tiên mình lấy từ etha này, etha là ở đây, là here này ha. Rồi là by productivity and continuity là cụm này. Upachaya santati namena ena là by là tức là dùng cách ba đó. À, sử dụng cách. Cho nên ở đây mình dịch là by và upachaya. Upachaya là productivity và santati là continuity. À, và ở đây cái chữ là pavuchati, pavuchati là amend, à, có nghĩa là đó, à, và material quality of birth tức là jati rupang gọi là sắc sinh. Thus the 11 kinds of material qualities are treated as 28 according to their intrinsic properties. Cái cụm này là gì? Ekadasa vitap vi tăng rupang attha visati vi tăng hoti sarupa vasena. The 11 kinds là ekadasa vitam of material quality
là đây là câu nguyên cụm này ekadasa vi tham bi tham pe tăng rupang qua là hoti hoti động từ hoti ở đây thì được dịch là attributed được xem là attha visati vi tham mình có attha là 8 visati là 20 như vậy attha visati là 28 là 28 vi tham là khais và sarupavasena là according to their intrinsic properties tùy theo cái đặc tính cổ hữu của nó. Như vậy đó là liệt kê xong đó, là 11 nhóm này ha. Nhóm 10, nhóm 11 xong rồi đó. Sau đó mình nói rằng là từ 11 nhóm đó, là chia theo từng nhóm. Còn nếu như mà nói ra lệ lệ từng cái thì theo thực tảnh của mỗi pháp đó, thì nó chia ra là 28 sắc pháp. Rồi bây giờ mời một bạn đọc mà dịch đoạn này. Có ai đưa tay chưa? Mời bằng Nhân Nguyễn. Dạ, dạ, con xin đọc tiếng Bali trước, con đọc tiếng Anh sao ạ? Rupasa lahuta muduta. Khoan, xin lỗi, phải đọc lahuta, chị ta đã dài dài ra con chữ la là nhắm lahuta. Lahuta muduta kamanyata vinyati dvayang vikara rupang nama rupasa upachayo santati charata anicata lakkhana rupang nama jati rupang meva panetha upachaya santati namena bhavut jatiti ekadasa vidang petang rupang attha visati vidang hoti sarubhava Vasena. Con xin đọc tiếng Anh ạ. Multiple material qualities, biến hóa sắc, these material lineages như khinh khoái, softness, nhu nhuyễn, adaptability, kham nhậm, and the two forms of intimation và hai biểu sắc. Characteristics of material qualities, tướng sắc. These, đó là material productivity, sun, continuity, true, decay, lão, and impermanence, và tánh vô thường. Hereby, productivity and continuity are meant the material quality of birth. Ở đây, tánh đặc tánh của sanh và trú, nghĩa là tính chất sanh của sắc pháp. Thus, the 11 kinds of material qualities are treated A28 according to their intrinsic properties. Như vậy, 11 loại sắc pháp được xem như là 28 tùy theo đặc tính của chúng. Dạ, con xin hết ạ. Cảm ơn bạn Nhân. Lần sau là mấy bạn cũng có thể cứ nên đọc cả hai thứ vậy nha. Để có thể tập cô đọc cái chỗ nào mà chưa có được cô chỉnh luôn. Tập cho quen, sau này mình gặp tiếng Pali mình cũng quen thuộc luôn ha. Rồi bây giờ đó là mình thấy là cái nhóm tiếp theo là nhóm gọi là gì? Mutable material quality, mình dịch là nhóm sắc biến hóa. Biến hóa thì gồm có những cái này đó là sau cái phần nốt là đều có giải thích hết này. Mỗi cái tên mỗi sắc pháp như vậy là có con số, mỗi con số trong một đơn này, tức là những cái nốt chủ thích sẽ được giải thích sau. Cho nên ở đây mình chưa có giải thích, mình chỉ đọc cái tên của nó thôi. Phần này chỉ mới gọi là liệt kê thôi, enumeration. Thì nhá, đây là khinh khoái này, đây đến là nhu nhuyễn, đây đến kham nhậm và hai là biểu sắc được ha. Và tiếp theo là sinh, trụ, lão và vô thường. Và như vậy đó, khi mà nói tới sinh và trụ đó, thì gọi sinh và trụ thì gọi chung của nó chính là sắc sinh thôi. Và như vậy là 11 nhóm này là chia thành nhóm, thì 11 nhóm và chia ra từ riêng rẽ thì có cả thể là 28 sắc pháp. Rồi bây giờ mình đọc qua đoạn tiếp theo, mấy giờ rồi? Tầm rưỡi, đọc tiếp được ha. Các thằng phu tắp bá sa đa vi sa ya pha vô ha đa yang ích cha pi chi vi ta ha ra ru pe hi at tha ra sa vi thằng ta tha pariche do cha vin nhát ti vi ca ro lắc kha nan ti cha anifana đa sa cha ti at tha vi sa vi thằng pha về aya metha rupa samudeso. Ở đây mình có từ mới là từ visaya
objects, là hoàn cảnh sắc. Yeah. Nirvana, non-conditioned by karma. Hồi nãy chị Nirvana thì mình dịch là sợ tạo sắc phải không? Thì bây giờ thêm chữ A phải được là phi sợ tạo sắc. Non-conditioned tức là nó không có được, không có bị tạo ra bởi nghiệp, không phải bởi duyên nghe. Không phải ở đây là bởi nghiệp, nó không tạo bởi nghiệp nhưng mà nó cũng tạo bởi một cái nguyên nhân khác. Và có một cái từ nữa người ta dịch là bất hoang sắc, nhưng mà từ bất hoang sắc thì ít gặp hơn, mình hay gặp ngay cái từ là phi sợ tạo sắc. Mình đọc hai từ này trước đã. Visaya objects, anifana, non-conditioned by karma. Bây giờ mình chỉ có hai từ mới được thôi, còn mấy cái từ kia vậy cho quen hết rồi đó. Các thăng là how, như thế nào ha, làm như thế nào mà nó có thăng 28 đó. How là how 28. Utapasada visaya favo hadayang ichapi. Bây giờ mình tách, mình liệt kê lại từng nhóm này ha. Futa là essentials, là cái nhóm essential, tức là nhóm tự đài đó ha. Futa nè, để tên là pasada, là sensory organs. Hồi nãy là dịch sensitivity ha, bây giờ là dịch sensory organs, là cả cái gì, cả cái giác quan ha. Visaya objects, favo là sex, hadayang là heart, ichapi là ichi, là ít tí đã ha, ít tí cho biết là từ này là như là thus thôi, là ít cho biết tiếp theo nữa, jivita hara rupehi, thì cái đấy là vichita cộng với ahara là đến có nội từ ha, jivita là vitality là mạng quyền đó, ahara là food, rupehi rupa. Rupa mà chia qua về số nhiêu là với đó ha. With Atharasa Vithang Tatha. Atharasa Vithang là 18 fold. Tiếp theo Parichedo Chavinyati Vikaro Lakhananti Cha. Parichedo là limitation, Vinyati là intimation, Vikaro là changeability. Hồi nãy dùng một đến kia là dùng chữ mutable ha, mà vậy nó dùng changeability cũng đồng một nghĩa là biến hóa thôi ha. Lakhananti là characteristic. Anifana dasa chati, dasa là 10, anifana là non conditioned by karma, thus there are 10 non conditioned by karma. Tiếp theo là Atta Visa Vithang Favi. Atta Visa. Visa Vithang. Atta Visa là 28 đó. 28. Vithang là Kais. Favi là there are. In all there are 28. Aya Metta Rupa Samudeso. Ayang là this. Etha là herein và rupa samudeso. Rupa là matter và samudeso là enumeration. Herein, this is the enumeration of matter. Như vậy là mình thấy là đây là phật sách này là phải là vì là cuốn sách nhập môn á, cho nên á các ngài mà khi mà soạn á là cứ nhắc lui nhắc tới cho mình. Đặt tên nhắc xong rồi bây giờ là tổng đoạn này mà tổng kết lại nhắc lại một lần nữa. Vì trên kia đó là khi mà nhắc á, là nhắc tới cái nhóm nào đó là có là kể luôn cái nhóm đó luôn, cho nên là có cái sự rơi rạc. Bây giờ đó là không có kể chia ra từng chi tiết chi pháp nữa, mà cái chỉ kể cái tên nhóm thôi để cho mình đọc một mạch là mình nhớ luôn. Như Puta Pasada Visaya Favo Hadayang Ichapi đó, thì mình thấy chỉ có một cái cụm từ thôi, nguyên cái nhóm từ đài đó chỉ dùng chữ Puta. Nguyên nhóm sắc thân kính là thay vì chữ phú ta rupa ha, hoặc là maha phú ta, chỉ bây giờ chỉ dùng một chữ phú ta thôi. Chữ pasada rupa cũng vậy, chỉ dùng chữ pasada thôi. Cho nên đó là những cái cụm từ rất là cố đồng.
và nó làm thành một mạch như vậy. Để như mình tổng kết lại, nếu như mình học thuộc cái này rồi đó, là khi mà nói tới là sắc pháp 11 loài ra sắc thế nào đó, là mình đọc ra luôn phu tạp và phu tạp pasada. Thì ở đây cả chữ chữ pasada đó, thì chữ phu tạp mà đi liền đó, thì nó gấp đôi phù âm luôn, là phu tạp pasada. Đọc như vậy đó thì gọi là cái nội lực nội âm nè, phu tạp pasada thì vậy, đọc là phu tạp pasada, mà phu tạp pasada là nội liền ha. Âm phù âm sau là nội về nguyên âm trước ha. Thì như vậy là phu tạp pasada visaya phavo harayan ichapi chi vita hara rupehi atharasa vitang tatha. Ở đây đó, người ta vẫn tách ra ha, atharasa là tỉnh riêng, rồi dasa là tỉnh riêng. Bởi vì atharasa này gọi là sắc thô và 18 sắc là sắc tể đó, 10 sắc là sắc tể đó, cho nên chia ra hai nhóm. Thì tới đây người ta vẫn chia ra hai nhóm, nhóm atharasa đi về nhau và nhóm dasa này là đi về nhau. À, thì trên này là 18, kia này là paricchedo cha vinyati vikaro lakkhananti cha anifana dasa chati. Đó là tới cùng này là cùng 10 cái anifana, trên kia là nifana. Và attha visa vi thằng pha vi attha visa visa cũng 20 mà visati cũng 20 ha. Rồi thì như vậy là mình đã đổi chiếu từng cái từ Pali qua tiếng Anh rồi, bây giờ sẽ là phần đọc và dịch ha, mời các bạn tham gia đọc dịch này. Mời mời bạn Trương Nguyễn. Dạ con kính chào sư cô, mọi người con xin phép được đọc. Kathang Buddha Pasada Visaya Bhavo Harayang Ijapi Jivi Tahara Hu Rupehi Atharasavi Vidang Tatha Parichedo Cha Vinyati Vigaro Lakhanati Cha Anipana Dasa Chati Atha visa vidang bhave ayametha dupa samudeso. How 28, tức là 28 là như thế nào? Essential sensory organs, objects, sex, heart, vitality, and food, thirst matter is 18-fold. Essential, đó là đại chúng. Tình sắc, những cái sắc, hành cảnh sắc, sắc tính, ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, thì đó là 18 loại. Limitation space, animation, gen ability and characteristic, hư không, biểu tri, sự biến sắc và sắc tứ tướng, sắc tướng. Thus there are 10 non-conditioned by karma. Ở đây thì có 10 cái loại mà không có được tạo ra bởi những cái nghiệp. In on there are 28, như vậy có tất cả là 28 loại. Herein this is the enumeration of matter. Và ở đây thì đây là sự liệt kê của các cái sắc. Dạ con xin hết, cảm ơn sư cô. Cảm ơn bạn Trinh Nguyễn. Nói chung là các bạn đã đọc được Pali và tiếng Anh rất là tốt ạ. Bây giờ là như vậy là mình đã đi qua xong cái phần liệt kê enumeration, bây giờ là đi vào phần giải thích từng cái nốt một á. Nó thứ nhất ha. The first three chapters dealt with different types of consciousness and mental states, both concisely and descriptively. Như vậy là cái nội dung đầu tiên á, nói rằng là ba chương đầu tiên đề cập đến các loài tâm và tâm sở khác nhau. Vừa là một cách là ngắn gọn, concisely một cách ngắn gọn, và descriptive là một cách chi tiết. Tức là vừa một cách ngắn gọn và vừa một cách mô tả chi tiết luôn. Bởi vì mình thấy khi mà mình đã đi qua từng cái đó, đầu tiên là liệt kê, rồi sau đó đó bắt đầu mình phân tích ra, rồi bắt đầu mình kể nào kể thợp tâm nào, kể thợp cái tâm sở nào, để đi qua hết rồi ha.
con nốt số 2. The fourth chapter was confined to seven thought processes during lifetime, and the fifth chapter to various planes and processes of rebirth consciousness. Chương 4 đó thì nó giới hạn trong gọi là 7 cái tiến trình tâm trong thời Bình Nhật. Và chương thứ 5 đó thì đề cập đến chữ thu này, tức là confined to, tức là nó giới hạn ở trong các cái cảnh giới khác nhau và các cái tiến trình của tâm tục sinh. Nó số 3, Samudesa. Samudesa có nghĩa là the brief exposition of Rupa, là cái phần giải thích ngắn gọn về sắc pháp. Và Vipaga tức là the analysis of Rupa, tức là phân tích về sắc pháp. Một cái là chỉ là giải thích ngắn gọn, một cái kia là phân tích kỹ hơn. Bây giờ mình qua nốt tiếp theo, nốt số 5. Samuthana, that is the arising of different constituents of Rupa, such as eye, the cat, etc., caused by karma, mind, seasonal phenomena, and food. Ở đây đó, thì cái cụm từ Samuthana là hồi nãy đó mình thấy trong cái tựa đề đó là có nói là 5 phần đó, nhớ không? Chắc là có 5 phần. Thì cái phần Samuthana mình hay dạy trong nội dịch là chữ arising, là do sự sợi khởi sinh. Thì khởi sinh đây mình giải thích Samuthana nghĩa là gì? Khởi sinh là khởi sinh như thế nào? Đó là sự sinh khởi của các cái thành phần sắc pháp khác nhau, như là ID khác, tức là mình gọi là gì, nhóm thập pháp sắc, thập pháp, xin lỗi, nhóm thập pháp nhãn, vân vân, thập pháp thân, rồi thập pháp giới tỉnh đó. Thường thường là đi một bộ mười như vậy với nhau. Ví dụ như là thập pháp mà nhóm mắt đó, thì gồm có gì? Có tám sắc bất ly và một sắc màng quyền, cầm thêm với con mắt thì gọi là nhóm thập pháp nhãn. Rồi vì khi mình nói giới tỉnh, chẳng hạn như khi mình sinh ra đó, một người mà sinh ra đó thì có giới tỉnh này, vô đó là có thân và có màng quyền. Cho nên là cái nhóm giới tính thì nó phải đi với tám sắc bất ly. Mà tám sắc bất ly là ở đây mình chưa có học, nhưng mà nếu như mình nói tại tám sắc bất ly tức là gì? Bốn đại, đất, nước, lửa, gió, cầm thêm với là màu, mùi, vị và dưỡng chất. Gọi là bất ly là bởi vì tám sắc này khi nào nó cũng đi một nhóm, không bao giờ rời nhau. Và đó là những cái thành phần căn bản nhất, nó là biến hành trong tất cả các cái sắc pháp luôn. Nó giống như là bảy biến hành tâm sở, là có mặt trong tất cả các tâm. Thì tám cái sắc bất ly này á, là nó có mặt trong tất cả các sắc pháp, dù nhỏ như một cái hạt bụi mà nó li ti, mà trong nắng, trong ảnh nắng mình mới thấy á. Còn mà không có nắng mình không thấy nó luôn. Thì ngay cả những cái hạt bụi nhỏ xíu như vậy đó, thì nó ít nhất nó cũng có tám sắc bất ly. Rồi ngoài ra thì cái nhóm gọi đi khét này là như vậy đó. Thì cái nhóm thập pháp, là dù con nói tại con mắt thôi thì trong con mắt này nó cũng phải có 10 yếu tố, đó là tám sắc bất ly, cầm thêm về sắc màng quyền khi nào cũng có, và cầm thêm con mắt nữa thì gọi là nhóm thập ID cat. Và những cái nhóm này nó sinh khởi là do bốn điều kiện. Thứ nhất là do nghiệp, thứ hai là do tâm, thứ ba là do thời tiết, seasonal phenomena, do thời tiết, và thứ tư là do vật thực. Có những cái loài sắc là nó do ba nguyên nhân hoặc là sinh ra, có loài sắc là do hai nguyên nhân, có loài sắc chỉ do một nguyên nhân sinh ra thôi. Thì tùy theo thì sau này mình sẽ đi vào kỹ hơn, thì sẽ có sắc nào là do nghiệp sinh, sắc nào thì do tâm sinh, sắc nào là do thời tiết sinh, và sắc nào là do vật thực sinh, thì đều được phân tích rất là rõ. Tiếp theo là từ Kalapa, mình hay dịch là chỉ nhóm đó. Thì từ Kalapa được giải thích ở đây là the group compositions of Rupa, such as body, the cat, set, the cat, etc. Kalapa này tức là gì? Là những cái nhóm được hình thành, group compositions, những cái nhóm đi chung, thường đi chung với nhau, những nhóm cấu thành của sắc pháp. Như là body decat là nhóm thập pháp thân, sesicat là thập pháp giới tính, vân vân. Ví dụ như mình hay khi mà đã hôm trước mình học cái đoàn mà tới tái sinh á, quý vị nhớ là khi mà đi tái sinh thì chỉ có ba cái nhóm được tái, khi mà mình mà sanh ra đó, cái thời điểm mà thụ thai đó, at the
mình gọi là at the moment of conception, tại thời điểm thụ thai. Thì cái hình thành đầu tiên mà cái mình nói là cái trứng ấy, nó nhỏ nhỏ giống như là một cái đầu, một cái như là một cái lông cừu mà nhúng vô dầu đó, mà nó dính một cái giọt những cái đầu lông vậy thôi, nó quá sức nhỏ. Thì trong cái nhỏ như xíu một xíu như vậy thì nó có ba thành phần, đó là body decay, set decay và thứ ba là gọi là gì, màng quyên đó. Màng quyên thì mình dịch thôi nãy mình dịch là gì, vitality decay ha. Rồi tiếp theo là pavatikama, là mình gọi là gì, những các cái mô thức để nó phát sinh, phải không? How rupas take place in accordance with the states of existence, time and classes of beings. Khi mà nói hình thức sinh khởi của nó là gì, đó là cái cách mà sắc pháp nó khởi sinh tùy thuộc vào states of existence, là cảnh giới hiện hữu, time là thời gian, và classes of being là các loài chúng sanh. Ví dụ như là có loài chúng sanh là thai sanh, có loài là hóa sanh, có loài là thấp sanh, có loài là noãn sanh, bốn loài đó. Thì mỗi cái loài sanh như vậy thì cái sắc pháp mà sinh ra nó cũng khác nhau. Rồi là cảnh giới tái sanh là quả dục giới, sắc giới và vô sắc giới sanh ra cũng khác nhau. Và thời gian, cái thời gian của sắc pháp nó cũng, thời gian, thời điểm nó cũng khác nhau. Cho nên gọi là pavatikama là mode of becoming, mode of arising. Rồi, đó là nốt thứ 7. Bây giờ có nốt thứ 8. Mahabhutani, literally, those that have grown great. The four great essentials are the fundamental material elements which are inseparable. Every material substance ranging from the minutest particle to the most massy object consists of these four elements which possess specific characteristics. Biết đoạn này có bạn nào muốn đọc dịch không? Đoạn này là giải thích về tự đại chủng. Mời bạn Nhân Nguyễn. Dạ, con xin đọc và dịch ạ. Mahabhutani are literary, those that have grown great. The four great essentials are the fundamental material elements which are inseparable. Every material substance ranging from the minutest particle to the most massive object consists of these four elements which possess specific characteristic. Mahabhutani, tứ đại, theo nghĩa đen là những cái mà trở nên to lớn, those that have grown great. The four great essentials are the fundamental material elements which are inseparable. Tứ đại là những thành phần sắc pháp cơ bản mà chúng không thể tách rời nhau. Every material substance, mỗi thành phần của sắc pháp, ranging from the minutest particle to the most massive objects, mỗi thành phần của sắc pháp từ phần nhỏ nhất cho tới phần lớn nhất, consists of these four elements which possess specific characteristic, đều do bốn thành tố có đặc tính đặc trưng ấy hợp thành. Và con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn bạn Nhân. Đầu tiên là mình thấy cái chữ Mahabhuta, mình chữ đài đó, mình dịch là chữ đài ha. Maha là đài này, thì như vậy đài vì sao gọi là đài? Vì đài là những thành phần mà nó phát triển to lớn, nó phát triển, nó có được, nó có sự phát triển to lớn ra, have grown great, nó đã phát triển trở nên to lớn. Mà vì sao to lớn? Bởi vì nó bao phủ khắp hết luôn.
chỗ nào không có nó cả, cho nên gọi là nó đại. Mình phải du từ cái hạt bụi mới cho tới núi, cho tới sông, cho tới biển, cái gì mà có nó cả, ở đâu nó không có, cho nên nó là đại rồi. Và ở đây nói rằng đó, đây là tứ đại là gì, là những cái yếu tố vật chất căn bản mà không thể tách rời nhau. À, không, đất nước lửa gió là không bao giờ tách rời được hết á. Mà như mình hay nói là nó đối nghịch nhau như là nước với lửa, nhưng mà thật ra trong nước có lửa, trong lửa có nước ha, không thể tách rời được. À, trong một giọt nước nó cũng có đất nước lửa gió, mà trong ngọn lửa nó cũng có đất nước lửa gió, cho nên là tứ đại này nó không thể tách rời nhau. Và mỗi một cái vật thể vật chất ha, từ cái hạt, từ những cái phân thể, phân tử nhỏ nhất cho tới những cái vật thể lớn nhất. À, vật phân tử nhỏ nhất như là mình nói là cái hạt bụi mà nhỏ mà mình, những cái vi sinh mà mình phải dùng mắt, mình phải dùng kính hiển vi mình mới thấy được, thì gọi là minutest particle ha. Những cái vật thể nhỏ nhất mà cho tới những cái vật thể mà lớn nhất như là đại dương, hoặc là như là những cái rừng núi mà cao mà hùng vĩ vậy đó, thì đều có bao gồm từ bốn cái bốn đài này. Mà mỗi cái đài này đó, which possess specific characteristics, mỗi đài này thì nó đều có sở hữu những cái đặc tính riêng biệt, đặc trưng của nó. Chữ specific này là đặc trưng. Lửa thì sao? Đặc tính lửa là nóng lành. Đặc tính đất là có dạng, đặc tính nước là kết dính, và đặc tính của gió là chuyển động. Cho nên cái đó gọi là đặc tính riêng biệt của nó. Nó không có, nó không có lầm lẫn với nhau ra được cái nào ra cái đó. Mỗi cái đài nó có một cái đặc tính riêng. Rồi bây giờ đoàn tiếp theo. Sau khi giải thích tử đài xong rồi đến giải thích là sắc ý tử đài sinh này ha. Upadaya rupani derivative or secondary material properties dependent on the great essentials. Like the earth are the essentials, the derivatives are like trees that spring therefrom. The remaining 24 rupas are regarded as derivatives. Rồi, mời một bạn khác dịch đoạn này nha. Mời bạn Trương Nguyện. Dạ, con xin kính chào sư cô, con xin được dịch. Upadaya rupani derivative or secondary material properties dependent on the great essentials, tức là sắc sắc y đại sinh thì nó sẽ phụ thuộc vào tứ đại. Like the earth are the essential, the derivatives are like trees that spring therefrom, thì cũng giống như cái quả đất, đất là những cái sắc tứ đại, và những cái sắc y đại sinh thì giống như cái cây nó được sinh ra từ từ đất. The remaining 24 rupa are regarded as the derivatives. Con sure từ đó. Thì 24 cái sắc pháp, 24 cái sắc còn lại thì nó được xem như đó là sắc y đại sinh. Dạ con xin hết. Đúng rồi. Ở đây mình có cái tư nhớ đó. Đây là cái dấu này đó, trong sách tiếng Anh. Đây vì sách tiếng Anh cho nên thiếu dấu Upadaya Rupani ha. Cái dấu nó bị thiếu ha. Thì Upadaya Rupani đó, thì họ có hai cách dịch. Họ có dùng cho là derivative hay là derivative để sư ta cái tiếng này một xíu nha. Để cho quý vị đọc đó. Cái này hồi nãy vì mình không có soạn từ đó. Cho nên là để coi thì nhận chữ nào, tiếng Anh có phức tạp là vậy đó. Nhiều khi khi đọc y mình không biết là nhận chữ nào, không biết chữ nào nhận, đọc là derivative, nhận chữ thứ hai nhưng mà không đọc là rai mà đọc y, derivative, derivative hoặc là secondary. Và ở đây đó, thì coi như có chữ sắc pháp quá, ở đây họ không dùng chữ material quality này, mình dịch là property cũng được nữa. Có khi dịch là corporeality, rất là nhiều từ. Miễn sao có cái mình hiểu nghĩa là nó là pháp là được ha.
thì có hai tính từ có thể sử dụng được, khác là secondary hoặc là derivative. Và gọi là derivative hoặc là secondary bởi vì sao? Là vì nó dependent on the grace essentials, bởi vì nó phụ thuộc vào tứ đại. Và đưa ví dụ giống như là mặt đất là tứ đại, thì cây cối mà mọc lên từ mặt đất thì gọi là sắc y đại sinh. Thì như vậy là 24 sắc pháp còn lại đều gọi là sắc y đại sinh, hoặc là sắc gọi là sắc tự chủng sở tạo. Hồi nãy cái từ đó nhiều từ người ta dùng lắm, sắc nương sinh cũng có nữa. Như vậy 28 sắc pháp thì có 4 sắc là Mahaphutani, 24 sắc gọi là Upadaya Rupani. Rồi vậy thì là mình dừng lại ở đây. Mình dừng lại ở ngang cái từ hai từ lên từ mới này thôi. Buổi sau mình bài học qua là đất nước lửa gió, đi từng cái đài mục rồi học riêng ha. Cũng hết giờ rồi. Và hôm nay cũng rất là cảm ơn mọi người đã tham gia đóng góp đọc bài, dịch bài rất là tốt. Thì cô nghĩ là chắc là cách học này nó hay hơn đó. Các bạn có chuẩn bị, có nghiên cứu rồi khi mà dịch đó, thì không phải ngồi nghe cách thụ động. Như vậy thì mình sẽ nhớ bài tốt hơn. Bây giờ thì mời mọi người mình chắp tay để hồi hướng. Đi đằng nô nha. Thì nâng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha. Thì nâng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha. Thì nâng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng vát ta mê buôn nhân ha sa va kha ya va hăng hô tu. Sa thứ, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào thứ sáu.